Rồi, ok. Rồi, chúng ta tìm hiểu hệ cơ thì hệ cơ giải phẫu sinh lý nó như thế nào, được không ạ? Cấu tạo nó ra sao và nhiệm vụ của nó thế nào? Đầu tiên thì chúng ta hình dung được hệ cơ thì rất là dài, nhưng mà chúng ta sẽ ngắn gọn thôi. Ngắn gọn những cái gì mà anh chị trên quan điểm một người làm tư vấn dinh dưỡng cộng đồng, anh chị có thể hiểu được ha. Đầu tiên thì chúng ta hình dung được là cơ thì cấu tạo từ mô, được không? Các mô, và cái mô này thì mô đặc biệt, cái mô chuyên dụng thôi, chúng ta đã biết được rồi là tế bào nó sẽ cấu tạo ra gì ạ? Ra các mô, và mỗi mô thì sẽ có một cái tế bào đặc biệt riêng, chuyên biệt đó. Và hệ cơ thì nó cũng cấu tạo từ các mô chuyên biệt. Và các đặc tính của cơ là gì? Đặc tính của cơ là co rút, đúng không? Cơ thì có khả năng co và rút. Tại sao lại co rút? Nó nhờ những cái sợi đó, nó như kiểu là cái dây chun, nó như kiểu là cái dây á, cái dây thun thun đó, vì nó có những cái sợ actin và sợ myosin. Đây là hai sợi này cả nhà này. Khoanh để cho các anh chị coi ha. Đây là sợi actin, đây là sợi actin đây này. Sợi actin thì cả nhà nhìn lên này, nó ở bên phải này. Đó, bên trái, bên phải của nó, bên trái của anh chị này. Đây là sợi myosin, đúng không ạ? Myosin là ở giữa và hai sợi actin là bên cạnh. Đúng không ạ? Nhìn cái cơ nó thành một khối đó. Chúng ta nhìn cái cơ bắp chúng ta là một khối, nhưng thực sự nó cấu tạo từ rất là nhiều các gì, các vi sợi, có là các sợi rất là nhỏ. Và chúng ta có sợi hai sợi AT ở bên được nối với nhau bởi sợi myosin đây nha. Nhìn cái cơ đây, nhưng mà nhỏ 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 nhỏ, nó như kiểu là nhìn cái dây điện cao thế, nó như kiểu là một cái cục sắt, đúng không ạ? Nhưng không phải đâu, nó là từ hàng nghìn cái gì ạ, những cái sợi rất là nhỏ 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 nhỏ, rồi xong lại nhỏ 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 nhỏ, xong rồi nhỏ 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 cấu tạo ra, được không ạ? Thì đó chứ làm gì có cái cục dây điện nào mà cả một cục thép to, đúng không nhỉ? Cục đồng to được, mà nó quấn lại bởi rất là nhiều cái dây thép, rất là nhiều những cái dây đồng. Vậy chúng ta có ba loại cơ chính, và trong cái quá trình giải phẫu chúng ta học để chúng ta đều nghe đến cơ trơn, đúng không ạ? Rồi trong ruột, rồi trong dạ dày chúng ta, rồi một vài các chỗ, đúng không ạ? Ở hệ tuần hoàn là chúng ta nhìn thấy nhiều là có hệ gì, cơ vân, đúng không ạ? Rồi cái cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu một loại nữa là loại cơ tim nha. Cơ trơn, cơ vân và cơ tim là ba loại cơ chính trong cái hệ cơ, và đặc tính của nó là co cơ, được không ạ? Và chính vì co cơ nên nó giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động, vận động và các tạng khác được. Ví dụ ngày hôm qua chúng ta tìm cái chúng ta nhìn cái tìm hiểu về cái hệ hô hấp, đúng không ạ? Ví dụ hoạt động chúng ta thì ạ, hít vào thì các cơ liên sườn, được không ạ, nó sẽ đẩy lên, được không ạ? Và khi ta thở ra thì nó sẽ ảnh hưởng bởi các cơ liên sườn, nó sẽ hạ xuống, và chính hoạt động co và hạ của các cơ này nó sẽ giúp chúng ta đi được, được không ạ? Nó sẽ đẩy xương chúng ta bước đi được, và nó giúp cho các bộ phận khác hoạt động được. Nên cả nhà cứ hình dung được là cơ thì nó sẽ giúp cho chúng ta hoạt động được, vận động được và cho chúng ta đi được ha. Và nếu mà phân loại ha, phân loại cơ thì ta phân loại theo vị trí, theo chức năng, theo cấu trúc, theo tác dụng và theo cái cơ chế điều hòa của cái cơ đó nha. Nên là ngoài cơ vân được không ạ, cơ tim ra, các anh chị nhìn thấy các loại được không ạ, thì nó còn gì, nó còn theo cấu trúc và chức năng nữa, thì cái này chúng ta không cần ghi đâu ha, được không ạ? Rồi đầu tiên ta sẽ phân loại một vài cái cơ để anh chị chúng ta học, chúng ta phải biết xíu nha. Ví dụ nó theo cái vị trí và chức năng thì ví dụ chúng ta sẽ thấy được cơ xương. Cơ xương là nhiều nhất vì xương có vai trò rất là quan trọng, được không ạ? Không, chúng ta mới học cái bữa trước là về hệ gì, hệ xương khớp rồi, đúng không ạ? Thì cơ xương là chiếm đại đa số trong cơ thể của chúng ta. Đầu tiên xương sẽ giúp cho chúng ta vận động, đúng không ạ? Cái cơ xương giúp chúng ta vận động và giữ, ví dụ cơ vai, cơ lưng, đúng không ạ? Cơ sườn giúp chúng ta ngồi đi đúng tư thế. Ngoài ra nó sẽ cơ, đúng không ạ? Cơ thì nó sẽ bám vào các đầu khớp, đúng không ạ? Các đầu khớp, đầu xương, nó giúp cho các khớp cử động linh hoạt hơn, đúng không ạ? Vậy là theo vị trí chúng ta sẽ có cơ xương. Số 2 là chúng ta có cơ nội tạng. Thì chúng ta hình dung được là chúng ta nhìn thấy cái màng phổi bên ngoài của chúng ta, đúng không ạ? Có cái cơ nó bám vào gì ạ? Bám vào lồng ngực đó nha. Còn một cái màng của phổi sẽ bám vào bằng phổi, và bên trong này có rất là nhiều dịch. Vậy cơ nội tạng là cái thành cơ nó có gì ạ? Nó trong gì ạ? Trong các cơ quan ở nội tạng, hay là mạch máu cũng xếp trong cái cơ nội tạng. Và cơ tim thì nó giúp tim hoạt động, được không ạ? Cơ trơn, cơ vân, cơ tim, được không ạ? Thì ta biết được rồi. Theo chức năng thì gọi có
cơ ở tim thì gọi cơ tim, cơ nội tạng thì gọi là cơ ở nội tạng, cơ ở bám vào xương thì gọi là cơ xương nhé. Nó bám vào đâu thì nó sẽ có những cái vai trò riêng của nó. Chúng ta có thể nhìn đây, đây là cơ vân này, đó bạn, người ta cắt nát ra, người ta đưa lên kính hiển vi thì chúng ta nhìn đây, nó dạng cơ vân 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 này, cơ trơn thì nó bóng và cơ tim thì nó ở tim đây, đó bạn. Thì đây là theo cấu trúc. Vậy dựa theo cấu trúc thì cơ chi cơ 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 trơn ấy chiếm rất là ít, đúng không ạ? Thường thường là cơ trơn thì có ở các tuyến, đúng không ạ? Ví dụ tuyến tụy, tuyến thượng thận, tuyến giáp và ở thành mạch máu. Tốc độ co của cơ trơn rất là chậm nha, co cơ trơn chậm lắm, và ngưỡng thích của ngưỡng kích thích ấy, mình kích thích mạnh nhá thì cái ngưỡng của nó rất là chậm nhá, thấp lắm nha. Để co được cơ trơn thì nó rất là tốn ít năng lượng nha, nhưng mà nó lại chi phối bởi thật hệ thần kinh dinh dưỡng và nó không theo ý muốn của chúng ta, được không ạ? Nó tự hoạt động nha, nó tự hoạt động luôn. Mình bảo nó dừng lại nó cũng không dừng lại được. Thì đây là phân loại theo cấu trúc của cơ trơn, thì các lại anh chị cứ nghe Thành nói thôi nha, cũng không cần ghi đâu, vì các lại anh chị hiểu thôi nha. Vì cái bệnh liên quan đến cơ thì nó cũng có nhiều, nhưng mà nó ít xảy ra hơn so với những cái bệnh mà các hệ khác, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái hệ tiết niệu thôi. Ví dụ đây chúng ta nhìn đây, từ tim đến cơ, đúng không ạ? Thì ở đầu tim đây có những cái cơ trơn, đúng không ạ? Có những cái cơ trơn rồi bắt đầu đó, có những cái gian mạch này, đúng không ạ? Và sợi cơ trơn đây, nó chỉ bám một xíu xíu này thôi này, đúng không ạ? Nó không có nhiều cả nhà. Đây này, những cái gọi là cái vân vân ở trên đây này, đây này, đúng không ạ? Thì hầu như chúng ta đấy nó là một cái dạng gì, dạng cơ trơn và những cái sợi cơ trơn. Và nếu trong cơ vân nha, thì cơ vân thì chiếm nhiều nhất, chúng ta nhớ này, cơ vân chiếm đến 2/5 trọng lượng cơ thể của chúng ta. Cơ trơn thì ít nhưng mà cơ vân thì nhiều. Thường thường cơ vân thì có màu đỏ, nó cấu tạo chính lên hệ vận động. Và anh chị cứ nhìn thấy người ta nhiều thịt ấy, nhiều bắp ấy, thì bản chất đó là cơ vân nha. Cơ vân hoạt động theo sự điều khiển co tay co chân, còn cái anh cơ trơn thì không theo ý muốn của chúng ta, đúng không ạ? Cơ vân thì sẽ hoạt động của cơ thể của chúng ta, xương theo mong muốn. So với cơ trơn thì tốc độ của cơ vân nhanh hơn, ngưỡng kích thích cao hơn. Khi co cơ vân, khi rút cơ vân thì nó tốn năng lượng nhiều hơn so với gì? So với cơ trơn nha. Nên sau này không may chúng ta có ai hỏi là cơ vân hay cơ trơn thì cả nhà biết được là cơ vân thì nó chiếm đến 2/5 của trọng lượng của chúng ta. Nó kích thích, đúng không ạ? Ngưỡng kích thích nó cao hơn, lấy năng lượng nhiều hơn, tốc độ co nhanh hơn và chịu sự điều khiển của gì ạ? Của thần kinh cơ xương và theo ý muốn của chúng ta. Ok. Đây chúng ta nhìn này. Đây nhà nhớ nha, những cái cơ, những cái mỡ thịt này này, được không ạ? Đầu của cơ vân này này, được không ạ? Thì đều là cơ vân cả nhà nha. Rồi, còn cơ tim ha, à, Thằng nói về cơ tim xíu thôi. Cơ tim thì lại cấu tạo giống cơ vân hơn cơ trơn. Nó chỉ khác là cái sợi cơ tim chỉ có gì ạ? Chỉ có một nhân ở giữa thôi. Ngoài ra cơ tim thì có số lượng cơ chất nhiều hơn cơ vân. Lên thường màu sắc lại còn, chúng ta thấy là cái màu sắc của tim á, cái cơ ở tim á, cơ vân á, nó sẽ lại đậm, nó đậm như kiểu màu mận á. Còn màu của cơ gì ạ? Cơ vân thì màu đỏ, như kiểu chúng ta nhìn ở cái bắp chúng ta nó sẽ là màu đỏ tươi, đúng không ạ? Còn màu ở tim á, nó là màu đỏ thẫm, đúng không ạ? Vì cơ tim của chúng ta gì ạ? Nhiều gì ạ? Cơ chất, cái cơ chất đó, nó nhiều hơn, đâm ra màu của tim nó do cái dạng cơ nó quyết định nha. Và sự hoạt động của mô cơ tim chịu sự chi phối của hệ thần kinh dinh dưỡng. Và tim đập hay không, anh chị cũng không có quyết định được nó đập hay không đập, đúng không ạ? Chỉ có mỗi cơ vân là mình quyết định được thôi nha, theo hệ thần kinh của cơ xương. Nhưng mà cái thằng cơ gì ạ, thằng cơ trơn và thằng cơ tim là mình không bảo các tuyến, mình không bảo tim dừng lại được, nó không theo ý mình luôn. Mình làm hay không làm, mình đập hay không đập, mình ngủ hay không ngủ, nó vẫn gì, nó vẫn làm ha. Cái nhà nhớ rằng cái điều này ha. Như đây chúng ta nhìn cái cơ tim này, đúng không ạ? Nó đậm hơn cái cơ trơn, nó đậm hơn cái cơ vân nhiều lần nha. Rồi vậy vừa rồi thì tao gọi là phân loại theo vị trí, theo chức năng, là mình theo cấu trúc, giờ mình phân loại theo cái tác dụng và cơ chế điều hòa. Ví dụ các cơ tự ý là các cơ xương, cơ không tự ý có nghĩa là tự nó làm á, là cơ ở tim, cơ ở nội tạng, cơ ở thành mạch máu. Còn cơ tự ý làm là tự ý mình điều khiển được á, là cơ ở xương nha,
cả nhà nói, thầy nói ở trước rồi thì chắc bắt đầu cả nhà cũng hơi hơi dễ hiểu ha. Cái này thì nó hơi khó hiểu trước nhưng tôi cố gắng hiểu đi. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu vai trò của hệ cơ. Đầu tiên, hệ cơ sẽ hình thành lên hệ vận động. Đúng là mình xếp cái hệ vận động vào thành hệ cơ và hệ xương nhưng mình tách ra để anh chị dễ hiểu nha. Đúng không ạ? Hệ vận động do hệ cơ cấu tạo, cấu trúc giúp chúng ta đi di chuyển nhanh hơn. Ngoài ra giúp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động được. Ví dụ hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Thì dạ dày, đúng không ạ? Nó phải có hệ thống co bóp do các cơ để nghiền nát được thức ăn. Hệ hô hấp co duỗi từ gì ạ? Khí quản đến phế quản đến từng phế lang, đúng không ạ? Để đưa không khí, trao đổi không khí. Rồi nhờ sự co bóp của cơ tim và cơ trơn thì mạch máu của chúng ta đẩy đi khắp các nơi cơ thể. Nên nếu không có cơ, mình sẽ bộ phận nó sẽ rời rạc, chúng ta sẽ không có đi được và ảnh hưởng đến tất cả quá trình. Ví dụ dạ dày của chúng ta mà thiếu, cơ chúng ta yếu, chúng ta ăn chúng ta dễ bị đầy bụng. Hệ hô hấp của chúng ta bữa này mà mệt là chúng ta sẽ khó thở. Cơ tim chúng ta mà kém thì dễ bị suy tim, được không ạ? Rồi dễ bị huyết áp thấp vì cái áp lực tạo ra thì cái đẩy cái máu đi nó kém. Rồi cơ ở tĩnh mạch mà yếu thì ta dễ bị suy giãn. Lên người nào mà khỏe xương thì khỏe cả cơ nữa. Thì ngoài cái chức năng vận động chạy làm việc nó khỏe ra thì ngoài ra tiêu hóa cũng khỏe, hô hấp cũng khỏe, gì ạ, vận động cũng khỏe, tim cũng khỏe, máu để đi lưu thông khí huyết cũng khỏe. Nên là không có một cái gì quan trọng 100% hết, mà chúng ta không phải là thầy bói xem voi, mà mỗi bộ phận thì nó sẽ có một cái vai trò ảnh hưởng trực tiếp chéo đến nhau. Cả nhà nhớ dùng thành điều này ha. Ngoài ra hệ cơ thì quyết định hình dáng bên ngoài của cơ thể, được không ạ? Bao ngoài mỗi cái da thôi, nhưng mà để da nó như thế nào, dáng vẻ chúng ta ra sao. Ngoài ra nó quyết định, được không ạ? Cái cơ nó sẽ quyết định cảm giác, nó biểu hiện, nó biểu hiện ra bên ngoài cảm giác vui buồn giận dữ. Ví dụ mình cười, được không ạ? Thì cơ nó sẽ kéo lên. Mình buồn thì cơ nó sẽ trùng xuống. Mình giận dữ thì cơ nó sẽ cấu lại. Ngoài ra hệ cơ, được không ạ? Nó gì ạ? Nó gắn với thanh quản, nó còn giúp cho chúng ta phát ra âm thanh tốt hơn nha. Và trong bài này thì Thành sẽ tập trung cho chúng ta về cái cơ chính. Chúng ta sẽ bỏ qua cơ trơn, chúng ta sẽ bỏ qua cơ tim, vì cơ tim chúng ta tìm hiểu ở bài giải hậu tim mạch rồi. Và chúng ta sẽ đề cập thêm một vài những cái chức năng, một vài những cái giải phẫu về cơ vân. Ok chưa cả nhà? Rồi, Thành nói đến như đây. Cả nhà ok chưa? Cả nhà ok nhấn ok. Chưa nhấn chưa chưa. Bổ sung protein để tăng cơ, đúng không ạ? Đầu tiên là protein, được không ạ? Hai là khoáng, ba là gì? Chất béo, bốn là đường, được không ạ? Tinh bột, đa dạng lên, nhưng mà ưu tiên protein là đứng lên đầu. Canxi, nước, được không ạ? Vận động, nhưng mà ưu tiên là anh protein. Không có cái gì 100%. Chưa hiểu cơ tự ý. Cơ tự ý à? Là mình điều khiển được, gọi là tự mình điều khiển được á. Cơ xương mà, đúng không ạ? Tự ý là tự mình điều khiển được, còn không tự ý là mình không điều khiển được nó nha. Ok chưa? Chị Hòa, hình dung không? Rồi, cơ vân như vừa chị nói đây, cơ vân thì có hoạt động theo ý muốn của chúng ta, là tự, đúng không ạ? Tự ý hay không tự ý ở đây này. Cơ hoạt động, cơ vân hoạt động theo ý muốn vì nó chiếm 2/5 trọng lượng cơ thể chúng ta mà, nên mình phải tìm hiểu cái nhiều chứ còn cái ít thì bỏ qua. Thì cơ vân cấu tạo bởi những sợi gồm có hai phần, phần thịt, đúng không ạ? Hay mình gọi là phần bụng á, phần gân bám vào đầu, vào xương hay là da, đúng không ạ? Phần thịt. Vậy là cơ thì có phần thịt và phần gì? Phần gân. Vậy có phải là một cái bắp không? Anh chị mua cái bắp đúng không? Thì phần thịt là ở giữa đúng không? Gọi là ở bụng. Và hai đầu, có hai đầu của cái thịt lợn hay là cái thăn hay là thành gọi là cái gì ta? Những cái thớ thịt đúng không? Là anh chị đi mua bò là nhiều, thấy nó nhiều gân nhất đúng không? Thì miếng thịt này này, thì giữa nó là thịt và phần đầu nó phải có gân. Nó sẽ bám cái gân, nó sẽ bám vào xương hay cái gân nó bám vào da. Ok chưa? Cả nhà các chắc các bài hình dung cái này dễ hơn đúng không? Rồi,
Các phần hỗ trợ cho hoạt động của cơ thì ngoài ra cái mạc cơ đúng không ạ, rồi cái bao hoạt dịch để cho khả năng vận động nó lưu thông nó dễ dàng hơn. Rồi ví dụ chúng ta có phần nớt các cơ ở vùng đầu này, vùng mặt, vùng cổ, rồi ở thân mình và ở các chân, đúng không ạ? Chân thì là cơ vân tập trung nhiều ở các vùng đó nha. Nên nhớ sợi cơ thì có phần thịt và phần gân nha. Gân thì giúp bám vào xương hay giúp bám vào da. Nó không tự hoạt động nó đâu, nó cần sự hỗ trợ của mạc, của bao và các hoạt dịch để cho nó như kiểu là chất nhờn nữa cả nhà, để cho cái sự hoạt động nó bôi trơn hơn. Phân loại nha, phân loại thì dựa vào số lượng này, hình dạng này, vị trí, chức năng, người ta chia làm nhiều loại lắm như vừa thành phân tích vừa rồi nha. Ví dụ là hình dạng thì có cơ dài, cơ ngắn, được không, cơ vòng. Số lượng thân và gân thì có nhị đầu này, có cái loại cơ tam đầu, có loại cơ mà có bốn đầu liền, được không ạ? Rồi hướng cơ trong dạ dày của chúng ta, được không ạ, như kiểu đó, cơ chéo, cơ thẳng, cơ ngang, cơ xiên nha, trong dạ dày của chúng ta có như vậy á, thì người ta dựa vào hướng hướng cái cơ này, các bạn, cơ ngang, cơ xiên hay cơ chéo. Rồi chức năng thì có cơ để gấp lại hay cơ để duỗi ra. Thì phân loại cơ vân thì nó sẽ dựa theo nhiều yếu tố, hình dạng, số lượng thân và gân nữa cả nhà, hay là bụng á, anh có một thân hay anh có hai thân, anh có hai đầu hay anh có ba đầu gân, cơ của anh là chạy chéo, hướng chéo hay hướng ngang, hay hướng xiên hay hướng thẳng, chức năng là anh cơ anh là cơ co hay là cơ duỗi hay là cơ gấp. Mình nói về cấu tạo đại thể đi, để bạn lớn lớn hơn xíu đi. Mỗi cơ gồm hai thành phần chính, phần thịt. Phần thịt chính là tạo lên cơ màu đỏ lâu quá cả nhà. Chúng ta nhìn thấy cái mỡ mỡ thịt nó không phải là đỏ hồng đúng không? Thịt nó không phải là đỏ tươi đúng không? Mà nó là đỏ hồng lên. Được tạo bởi nhiều sợi cơ hợp lại. Phần gân nó liên kết lại tạo thành liên kết trắng và nó chắc luôn và đôi khi nó óng ánh luôn. Nó bám vào xương. Nếu gân tạo thành bán dẹt thì gọi là gì? Gọi là cân, được không? Vậy cả nhà cứ nhớ là có phần thịt và phần gân là được rồi nha. Cái cơ nó có hai đầu, ví dụ cơ tay của chúng ta là nó cũng hai đầu luôn, được không ạ? Để nó dính vào xương. Mỗi cơ thường bám vào hai đầu xương khác nhau nha. Chỗ bám đầu tiên có cơ thường thường là gần gốc và cố định hơn là nguyên ủy, còn chỗ bám cuối á, tận cùng á, nó sẽ xa và nó di động hơn, người ta gọi là bám tận, được không? Bám 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 cuối á, người ta gọi là bám tận nè. Rồi cả nhà nhìn đây, đây là cơ một bụng này, nó có một bụng này thôi này, đây là cơ hai bụng này, được không ạ? Đây là cũng cơ cơ hai bụng này, được không ạ? Bốn này là có cơ gì, cơ nhiều đầu mà người ta gọi là cơ dẹt. Phần năm á, đây người ta gọi là cơ bị gân cắt ngang này, cắt ngang gân này cắt ngang luôn. Anh chị ăn thịt bò anh chị hay thích là vừa thịt vừa gân đúng không? Cơ 6 này cơ một cánh này, đấy là cơ hai cánh, nó nhiều chỗ lắm, được không ạ? Nó có vừa cơ vừa gân, vừa cơ vừa gân, mỗi cái nó ở một vị trí khác nhau do chỗ nó bám vào và từ đó nó sẽ quyết định cái hoạt động của chỗ đó, được không? Ví dụ một vài cái yếu tố nó hỗ trợ sự hoạt động đó chính là mạc, nó chính là cái màng mô liên kết bao quanh một cái cơ, cái lớp màng nó cả nhà nha, được không ạ? Và đôi khi mạc sẽ ngăn cắt giữa hai vùng, mình gọi là vách ngăn giữa các cơ nha. Vậy là cái lớp mạc và anh chị gọi là lớp màng, và khi anh chị đi mua thịt, anh chị đi 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 lấy một cái mỡ thịt thịt bò gì vậy, anh chị cắt miếng thơ các miếng thịt đó đã, thì ta phải bóc một cái lớp mạc và đó chính là cái lớp màng bên 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 ngoài này cả nhà, để nó bao quanh cái cơ, cái nhóm cơ đó, được không ạ? Tiếp theo là mình có cái bao hoạt dịch gân, bao hoạt dịch gân, được không ạ? Là bao thanh mạc gồm hai lớp bọc quanh cái gân đó cả nhà, được không ạ? Và bên trong chứa hoạt dịch, và hôm xưa chúng ta học ở xương đó nha, là có dịch và bao hoạt dịch, và nếu nó rách cái này, nó rách cái bao hoạt dịch này là chúng ta dễ bị đau viêm và đôi khi chúng ta bị tràn dịch đó nha. Nếu ở khớp thường chúng ta sẽ tràn dịch khớp gối, là chúng ta sẽ bị tràn dịch khớp gối ra nha. Thì vậy là ngoài ra nó có gì ạ, nó có mạc, nó có bao bên ngoài rồi, nó còn có bao dịch gân nữa để nó bao cái hoạt dịch vào nữa. Rồi nó bên trong cái túi dịch đó nó có những cái túi hoạt dịch, đúng không ạ? Nhớ nha, túi hoạt dịch là những cái túi thanh mạc chứa chất hoạt dịch làm đệm giữa hai cái cơ đó, đúng không ạ? Nó như kiểu là những viên bi ấy, đúng không ạ? Xương á và gân á, và những túi này nó nằm ở khớp, nó có thể thông với các bao hoạt dịch của khớp nha. Nó như kiểu những túi hoạt dịch đó, như kiểu viên bi á, nó thông với các bao hoạt dịch để nó lấy dịch, để nó nôi ra. Và thường thường chúng ta bị viêm
chúng ta bị thừa cân, chúng ta bị cọ kẹt đâu ngại nhá, nó sẽ gì ạ, nó sẽ rách túi hoạt dịch rồi hóng bao hoạt dịch và nó thông với nhau và chúng ta bị vỡ luôn. Và chúng ta hay tìm đến giải pháp tây y để ta hút 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 được không ạ, rồi chúng ta giảm đau, chúng ta dùng corticoid, nhưng mà giải pháp đó không phải là giải pháp gốc, mà chúng ta phải làm lành nó lại, chúng ta phải phục hồi cái túi hoạt dịch và cái bao hoạt dịch lại thì chúng ta mới điều trị được hết cái bệnh viêm mà bệnh liên quan đến dịch khớp, được không? Rồi ngoài ra nó cũng có bao bao sợi nữa, được không ạ? Là bao, là những cái bao sơ bọc quanh những cái hoạt dịch đó để nó bám sát vào xương. Rồi đây là cho cả nhà thành nhìn thôi, đây là chúng ta sẽ nhìn thôi nha, chúng ta nhìn này, cơ vùng, đúng ra là thành sẽ giải thích cơ ở từng bộ phận một. Nếu anh chị học giải phẫu mà sau này học nâng cao hơn nữa nha, thì sẽ phải giải thích tác dụng, vị trí và từng cái cơ một, được không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay là Thắng sẽ giải thích cho anh chị ngắn nhất thôi, được không? Anh chị có thể nhìn đây, được không ạ? Cơ trán, cơ mắt, cơ mặt, cơ gò má, cơ cằm, cơ mũi, cơ mạc lưng, cơ trên, cơ cười, cơ hạ miệng, rồi cơ bám vào da cổ, tác dụng như thế nào. Nhưng mà anh chị yên tâm, Thắng sẽ gửi tài liệu cho mọi người có điều kiện thêm thì mọi người sẽ đọc thêm nha. Vậy là nó sẽ quyết định cái hình dáng mặt của chúng ta, mặt mình hõm hay là mặt mình hô hay là mặt mình gò má cao là do cái cơ, được không ạ? Nhưng mà bây giờ thẩm mỹ nó có thể sửa được nha, không sao, được không ạ? Ví dụ cơ đầu mặt cổ thì có cơ trán, được không ạ? Có bụng trán, bụng chấm là cơ đỉnh thái dương nha. Mặt thì có cơ vùng mắt, cơ vùng cau mày thì hạ mày, được không ạ? Rồi cơ mũi thì có cơ mảnh khánh, rồi cơ mũi, rồi cơ hạ vách mũi, căn này cả nhà không phải ghi, thành đọc qua qua thôi nha. Cơ miệng thì có cơ vòng miệng, cơ lưng, mũi trên, rồi môi trên, môi dưới, gò má, rồi đủ hết các loại, được không ạ? Cơ cười, cơ lùm lùm cả. Ở tai cũng có cơ tai trước, tai sau, cơ tai trên. Rồi cơ nhai cũng có, được không ạ? Được không ạ? Rất là nhiều đây ha. Rồi cơ vùng cổ, cả nhà có thể nhìn bắt đầu đến vùng cổ này. Nó lại một đống các cơ nữa, được không ạ? 12 cái cơ, được không ạ? Cơ gối đầu, cơ thang, cơ lưng. Thôi tôi đọc qua cho anh chị coi nha. Rồi cơ vùng ngực này, được không ạ? Rồi cái bụng trên, bụng trước, rồi cơ hoành, được không ạ? Cơ hoành thì nó là một cái tấm cơ dẹt mà anh chị hay gọi là vách ngăn đó nha, được không ạ? Chủ yếu nó hỗ trợ hô hấp, để nó ngăn giữa cái ổ bụng và khoang ngực, được không ạ? Và nó hô hấp, và nó còn hỗ trợ đóng cái van tâm vị nha. Nên anh chị cần tập thể dục thôi, đừng để mình béo phì quá thì cơ hoành hoạt động nó khỏe nha. Rồi cơ chi trên này, anh sẽ có tài liệu cho mọi người, được không ạ? Tay ấy, là cơ tay ấy. Ví dụ anh chị nhìn thấy cơ này, anh chị hay bấm huyệt, anh chị làm. Đây là cơ thang này, được không ạ? Đây là cơ lưng rộng này, đây là cơ trán và lớn này, đây là cơ trán bé ở trên này, và đây là cơ lưng, cơ vai này. Vậy đôi khi viêm cơ, được không ạ? Là mình không nhấc được cánh tay này lên, mình mỏi, mình bị viêm cơ, mình bị mỏi vai ấy cả nhà, được không ạ? Rồi cơ chi trên thì có nhiều lắm. Rồi cơ chi dưới, được không ạ? Cơ chi dưới là cơ ở gì? Ở gì ạ? Ở chân các cả nhà. Ở chân này. Đây, ví dụ cơ mông này, được không ạ? Mông lớn, được không ạ? Rồi thì các